Xin chào các bạn, trên bàn của mình là chiếc Black Shark 5, một trong những chiếc gaming phone đáng mong chờ nhất của năm 2022. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái bài test thực tế tốc độ sạc 120W của chiếc máy này, để xem là theo Black Shark quảng cáo ấy thì chiếc máy này sẽ chỉ mất khoảng 15 phút để sạc đầy viên pin 4650mAh. Vậy thì thực tế sẽ ra sao? Có được như vậy hay không? Bắt đầu nhé. Ok, củ sạc 120W của chiếc Shark 5 thì cũng giống với các máy Xiaomi khác thôi. Đây sẽ là cổng sạc A2C. Rồi, mình sẽ cắm sẵn củ sạc vào một cái ổ điện như này. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa bấm công tắc các bạn nhé. Lát nữa khi mình bắt đầu bấm giờ ấy, thì mình chỉ cần bấm công tắc thôi là xong. Với chiếc Shark 5 thì mình sẽ tắt phần đèn LED phía sau. Đồng thời thì mình sẽ chuyển máy về chế độ máy bay các bạn nhé. Ok, mình sẽ tiến hành cắm sạc này, nhưng mà chưa có điện đâu. Và mình sẽ dùng tới một chiếc iPhone để có thể là bấm giờ. Hiện tại thì máy còn 1% pin này. Mình đã bật cái phần Always On Display. Rồi, sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Ok, Quick Charge. Ok, 120W các bạn nhé. Ký hiệu sạc kép này. Để xem máy có báo gì không. Ok, không có gì. Ui, nhanh siêu khủng khiếp luôn. Chưa gì đã 10% rồi này, 11 rồi. Ok, 1 phút đầu tiên này, 13% pin. Quá khủng khiếp. Ok, chuẩn bị tới mốc 5 phút này. Tốc độ sạc rất là kinh khủng luôn. Ok, 46% pin. Đó, thậm chí nó không thua kém với cả sạc 150W của chiếc Realme GT Neo 3 các bạn nhé. Mình sẽ đo nhiệt độ sau khoảng 5 phút này. Nhiệt độ phía mặt trước của máy thì 37,5, 37,6. Để xem mặt sau. Mặt sau thì lên khoảng hơn 38 độ rồi các bạn nhé. Củ sạc thì 40,7 rồi. Nói chung là trước giờ thì mình thấy dòng Black Shark ấy, sạc nhanh của họ rất là ok. Nhưng mà thực sự là khi mà sạc nhanh quá ấy, thì mình cũng thấy là pin của dòng Black Shark nó hơi bị ảo một chút các bạn nhé. Không biết là với chiếc Shark 5 thì có bị hay không. Ở trong các video sau thì mình sẽ test kỹ hơn cho các bạn. Chuẩn bị tới mốc 10 phút và có vẻ như là tốc độ sạc đang chậm lại dần các bạn nhé. Không còn quá khủng khiếp như ban nãy nữa. Ok, 75% pin. Mình sẽ tiếp tục đo nhiệt độ ở khoảng 10 phút. Phía mặt trước này rơi vào khoảng 40,5 độ C. Phía mặt sau thì khoảng 41,6. Cũng không quá nóng nhỉ. Nhưng mà củ sạc thì tương đối đấy. Ui dồi ôi, 49,8. Sắp sửa 50 độ rồi. Chuẩn bị tới mốc 15 phút. Theo Black Shark quảng cáo ấy, thì 15 phút chiếc máy này sẽ phải đầy. Hiện tại thì 95% pin rồi, 96. Chắc là sẽ bị lệch một chút. Ok, 15 phút này, 97% pin. Tức là lệch khoảng 3% so với cả quảng cáo. À, thì mình sẽ đo nhiệt độ ở khoảng 15 phút. Bây giờ nhiệt độ của máy bắt đầu hạ nhiệt này. Mặt trước chỉ còn khoảng 38,2 thôi. Phía mặt sau, 38,4. Mát ghê. Củ sạc cũng giảm rồi. Chỉ còn khoảng 47,5 thôi, 47,9. 99% rồi. Cố lên, liệu có nhanh hơn trước GT Neo 3 không? Em Neo 3 thì sẽ là 16 phút 15 giây. 1% nữa thôi. Để sẵn tay đây nhé. Ok. Rồi, 100% pin. 16 phút 14 giây. Nhanh hơn trước GT Neo 3 đúng 1 giây các bạn nhé. Nói chung toàn là những máy tốc độ sạc quá là khủng khiếp luôn. Rồi, để xem là máy có báo gì không. Tracking completed. Tức là sạc xong. Ok chứ. Ok, mình sẽ tổng hợp lại một số mốc quan trọng của chiếc Shark 5 ở bên cạnh này cho các bạn theo dõi. Rất là bất ngờ khi mà với công suất sạc chỉ là 120W thôi, nhưng mà chiếc Black Shark 5 thậm chí còn nhanh hơn cả chiếc GT Neo 3 là 150W. Chưa kể tới là chiếc GT Neo 3 thì pin sẽ chỉ là 4.500 mà thôi, trong khi chiếc Shark 5 thì sẽ là 4.650. Đó, công nhận là sạc nhanh của Black Shark đáng đồng tiền bát gạo. À, về khoản nhiệt độ nữa, em Black Shark 5 này cũng rất là ok. Khi mà 10 phút ý, máy nóng nhất thì chỉ lên khoảng 41 độ C mà thôi. Còn sau 10 phút thì máy sẽ bắt đầu hạ nhiệt các bạn nhé. Giảm dần xuống còn 38 độ C.
Hiện tại thì chiếc Black Shark 5 đang giữ kỷ lục là chiếc máy mình từng được trải nghiệm có tốc độ sạc nhanh nhất thế giới. Vậy thì các bạn thấy sao về chiếc máy này? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Link mua của chiếc Black Shark 5 mức giá rẻ nhất chỉ khoảng hơn 10 triệu một tí thôi. Mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Giờ thì xin chào, bye bye.